Sáng nay, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vào khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 8, khi tàu hàng tải trọng lớn của Thái Lan đã va chạm với phà chở khách. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang cho biết vụ va chạm đã khiến nhiều người trên phà bị phăng xuống sông, trong đó hai người bị thương nhẹ. Một chiếc xe tải 4,9 tấn chở vỏ bình ga đã rơi xuống sông và phà bị gãy lan can. Một xe máy kéo thùng bị hư hỏng nhẹ. Qua kiểm tra, cả hai thuyền trưởng đều không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, bến khách ngang sông Vàm Nao không được phép vận chuyển ô tô và phà hoạt động không có máy trưởng, vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải An Giang xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là người điều khiển phương tiện thủy chở hành khách và ngang sông thiếu quan sát dẫn đến va chạm với tàu chở hàng. Sông Vàm Nao hiện đang vào mùa nước lũ, chảy xiết, gây khó khăn cho công tác trục vớt xe tải. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê và nguyên nhân của vụ việc cũng đang được điều tra làm rõ.